Xin chào các bạn, hôm nay chúng tôi mời các bạn cùng đến viếng nhà thờ giáo xứ Tân Văn. Chúng tôi đang đi trên đường tỉnh 725 thuộc xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Lời đầu tiên xin chúc các bạn một ngày mới vui vẻ và bình an. Từ xa chúng ta đã thấy tháp chuông nhà thờ. Nhà thờ nằm ở bên cạnh đường tỉnh 725 và nằm ở phía bắc cách chợ Lâm Hà khoảng 4 km. Và bây giờ chúng ta đang đứng trước cổng nhà thờ các bạn. Hai bên là hai vườn cây trồng hoa xanh tốt, rất là đẹp. Nhà thờ được xây dựng ở trên một cái triền đồi thoai thoải, cho nên tầm nhìn chung quanh rất là đẹp. Từ nhà thờ nhìn ra chung quanh những đồi núi chập trùng, vườn tược và suối nước, sông nhìn rất là thơ mộng. Và nhà thờ Tân Văn nằm ở địa chỉ thôn Tân Hiệp, xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Và nhà thờ thuộc giáo hạt Đức Trọng Giáo Phận Đà Lạt. Giáo xứ Tân Văn là một giáo xứ miền núi, xung quanh là rừng núi trùng điệp. Đứng trước mặt tiền nhà thờ, người ta có cảm tưởng như đang ngồi trên một chiếc ghế lớn, trước mặt là núi và sau lưng cũng là núi. Giáo xứ Tân Văn ở xa tòa giám mục Đà Lạt tới 58 km. Và đây là mặt tiền nhà thờ, làm theo một phong cách rất hiện đại. Phía trước làm hai hình, hai cánh tay giơ lên như đang dâng của lễ lên Chúa Thiên Chúa các bạn. Nhà thờ Tân Văn tọa lạc trên một diện tích đất khoảng 5 sào Tây, rất thoáng mát và rất là đẹp. Và đây là tòa đài Thánh Giuse ở bên trái sân nhà thờ và các dãy nhà giáo lý. Sân nhà thờ cũng khá rộng và bên phải nhà thờ là đài Đức Mẹ. Ở dưới những bóng cây, trước sân nhà thờ trồng rất nhiều cây cảnh có những hình dáng khác nhau, nhìn rất là đẹp. Tô điểm cho ngôi nhà thờ. Nhà thờ được xây dựng theo một cái phong cách hiện đại nhưng mà cũng có đôi nét cổ điển, giống như những vòm cửa nhà thờ theo kiểu cách cổ điển châu Âu.
Và đây là mặt tiền nhà thờ các bạn. Mặt tiền nhà thờ có một cửa chính lớn ở giữa, hai bên là hai cửa sổ. Và hai bên cũng có hai hành lang. Lễ đặt viên đá xây dựng thánh đường Chúa Kitô Vua do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Giám mục Giáo phận Đà Lạt chủ sự. Tân văn ngày 31 tháng 5 năm 2006. Và lễ khánh thành và cung hiến thánh đường Chúa Kitô Vua do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Giám mục Giáo phận Đà Lạt chủ sự. Tân văn ngày 18 tháng 1 năm 2007. Trước mặt tiền nhà thờ nhìn ra những dãy đồi xa xa. Và đây là hành lang bên phải các bạn, cũng có một cửa sổ và bốn cửa chính lớn. Cửa nhà thờ cũng có hai cánh hai bên. Và Tân Văn là một giáo xứ thuộc vùng Kinh Tế Mới. Một số tín hữu thuộc giáo xứ Tùng Nghĩa Đức Trọng đã đến đây từ lâu và lập nghiệp nơi này. Sau đó, các giáo dân thuộc các giáo phận Bắc Ninh, Bùi Chu và Phát Diệm đến đây xây dựng quê hương mới. Hầu hết đều sống về nghề nông và cây công nghiệp như chè, cà phê, điều, tiêu. Một số làm nghề chăn nuôi gia súc hoặc buôn bán. Và là một giáo xứ kinh tế mới nên thành phần giáo dân gồm nhiều sắc tộc, có rất nhiều nền văn hóa và tập quán khác nhau và đều hòa nhập cùng với các dân tộc bản địa như Cờ Ho, Chu Ru. Và đây là mặt sau của nhà thờ. Phía sau là nhà sứ. Và đây là nhà sứ các bạn. Và tiếp theo là một dãy nhà sinh hoạt. Và phía bên trái là một dãy nhà giáo lý rất dài từ phía sau ra trước. Giáo sứ Tân Văn bắt đầu khai mở từ những năm 1986 đến 1987 khi có nhiều người miền Bắc vào Lâm Hà lập nghiệp. Lúc đầu chỉ có một vài gia đình ở rải rác, số giáo dân khoảng hơn 200 người. Những năm đầu chưa có nhà thờ, giáo dân phải đi ra nhà thờ Kim Phát để dự lễ. Tuy nhiên khoảng năm 1990, thỉnh thoảng cha Giuse Đinh Lập Liễm đến đây thăm hỏi bà con giáo dân. Vào năm 1990, Tân Văn được coi như một giáo sở mới. Và từ tháng 10 1991, cha Giuse Nguyễn Hưng Lợi thường xuyên đến dâng lễ cho bà con ở các tư gia. Kể từ năm 1990 đến năm 2007, cha Giuse Lợi chính xứ Phú Quốc Sơn phụ trách thêm giáo xứ Tân Văn. Năm 1999, cha Bartolomeo Nguyễn Văn Doang thỉnh thoảng cũng đến dâng lễ ở nơi này. Và năm 2004, cha Xuân Kim Nguyễn Quang Minh cũng giúp dâng lễ hàng ngày Chủ nhật. Ngày 31 tháng 5 năm 2006, thánh lễ đặt viên đá xây dựng nhà thờ dân kính Chúa Kitô Vua do Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn chủ sự. Và ngày 18 tháng 1 năm 2007, thánh lễ khánh thành và cung hiến nhà thờ Tân Văn. Đây là mặt bên trái của nhà thờ các bạn. Những vườn hoa có những bông hoa khoe sắc rực rỡ. Cảnh chung quanh nhà thờ rất là đẹp.
và rất yên bình. Tháng 9 2009, cha Martino Bùi Đức Thịnh được cử về giúp cha Augustino Phạm Minh Thanh đi chữa bệnh. Ở đây là Đài Thánh Giuse ở phía trước bên trái nhà thờ. Đài Thánh Giuse cũng nằm ở giữa những bóng cây chung quanh, rất là mát mẻ. Năm 2016, cha Phêrô Phạm Minh Đức về làm tân quản nhiệm Tân Văn. Giáo sứ Tân Văn là một giáo sứ truyền giáo, mọi người ạ. Và đây là vẻ đẹp của nhà thờ từ phía trước. Những cây hoa cảnh được trồng xen kẽ nhau nhiều màu sắc và được cắt tỉa cũng rất là cẩn thận và rất đẹp. Bên phải nhà thờ. Bây giờ chúng ta ra Đài Đức Mẹ. Đài Đức Mẹ ở phía trước bên phải nhà thờ cũng được đứng ở dưới hai bóng cây khá là rậm rạp, rất là mát mẻ. Cảm ơn các bạn đã xem video này của chúng tôi và xin nhớ xem tiếp các video khác nhé. Thân ái chào tạm biệt. Một lần đến viếng nhà thờ giáo xứ Tân Văn. Xin chào tạm biệt.